bà bầu là con cháu mang ba lô trước á, bà con mang ba lô trước ở vùng á nha. Những thứ này là bà bầu ăn tốt và những thứ bà bầu không nên ăn, nó có hại cho sức khỏe và con của trong bụng của mình. Đó là những thứ bà bầu không ăn nè. À, nhãn, quả dứa, đu đủ xanh, dưa hấu ướp lạnh, trái dải, trái mận, trái ổi, vũ sữa, quả na, có nơi gọi là quả mãng cầu hay là trái mãng cầu, táo mèo, quả đào. Đó bà con, bà bầu ăn để nó tốt cho sức khỏe là phải ăn đậu lăng, măng tây, súp lơ xanh, các loại rau, cà chua, cà rốt, các loại nước ép, hoa quả, cá hồi, chuối, quả sung, nước cam. Ăn hay uống bình thường hàng ngày hay ăn hay uống không có gì cả. Nhưng mà con ơi, kênh chúng tôi là một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, nên ăn nên uống cái gì cho mạnh khỏe, và bệnh gì không nên ăn gì, không nên uống gì. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký ủng hộ chúng tôi và video chúng tôi sớm đến với bà con. Và đồng thời bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Mạnh khỏe sẽ mạnh vui vẻ với nhau. Bà bầu không nên ăn là không nên ăn trái nhãn, quả nhãn ấy nha, quả dứa, đu đủ xanh, dưa hấu ướp lạnh, trái dải, trái mận, trái ổi, vú sữa, quả na, táo mèo, quả đào. Đó, quả hay trái nó giống nhau, tên gọi từng vùng miền ta gọi vậy thôi nha bà con. À, nhưng mà bầu ăn để tốt cho sức khỏe là ăn đậu lăng, măng tây là tốt cho sức khỏe nha, súp lơ xanh, các loại rau, cà chua, cà rốt và các loại nước ép, hoa quả, cá hồi, chuối, quả sung, nước cam. Ăn hay uống bình thường như hàng ngày, ta hay ăn hay uống không có gì cả. Bà con ơi, ủng hộ chúng tôi đăng ký kênh và 4 video nói về đời sống sức khỏe, bệnh gì ăn gì, bệnh gì không nên ăn gì thì chúng ta sẽ tốt hơn. Đó, và bà con chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Cảm ơn bà con nha.